cái gì này? Khi thấy ngày lễ Chúa Giáng sinh thì mọi người nghĩ đến cái gì? Cô nghĩ đến cái gì? Quà Giáng sinh. Quà Giáng sinh. Rồi, con nghĩ đến cái gì? Dạ, con nghĩ đến Chúa sinh ra. Con nghĩ đến Chúa sinh ra. Bà nghĩ đến cái gì? Rồi, con nghĩ đến cái gì? Chúa sinh ra đời. Đúng rồi. Thế bây giờ con nói cái gì? Dạ, con nghĩ đến sinh nhật của Chúa. Sinh nhật của Chúa. Rồi, bây giờ bà nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến tên cha Chúa. Nghĩ đến Chúa rồi, bà nghĩ cái gì? Thì nghĩ đến Chúa, đúng rồi. Chúng ta không có nghĩ đến đèn điện, chúng ta không nghĩ đến những cái quả trâu, chúng ta cũng chẳng cần nghĩ đến cái cây Noel hay là ông già Noel, đúng không? Mà chúng ta nghĩ đến cái gì? Chúa Giáng sinh, hay là nghĩ đến hài nhi Giê-xu, đúng không? Thế vậy Chúa Giê-xu là gì của chúng ta? Đấng cứu thế. Là đấng cứu thế đã Giáng sinh, đấng cứu độ của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta nghĩ đến Chúa Giáng sinh rồi, thì bây giờ chúng ta có xác định rằng Chúa Giê-xu chính là đấng cứu thế hay không? Ai mà xác định Chúa Giê-xu là đấng cứu thế của mình giơ tay đi. Nếu mấy người khác không giơ tay là không phải, phải không? Tất cả mọi người trên thế giới này ai cũng biết đến ngày lễ Chúa Giáng sinh, ngày lễ Noel. Trong những ngày qua thì các cấp chính quyền địa phương cũng như là tỉnh rồi thành phố Thủ Dầu Một đến giáo xứ của chúng ta để chúc mừng lễ Chúa Giáng sinh và gửi quà cho giáo xứ này, rồi gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả quý bà anh chị em này. Đấy, giờ chúng ta vỗ tay đi, chúng ta vỗ tay để chúc mừng lễ Chúa Giáng sinh đi. Chúa Giê-xu Giáng sinh thuộc dòng giống của ai trong Kinh Thánh? Dòng giống của ai? Nấy quý ông bà anh chị em đã canh thức, đã diễn nguyện thì là ai? Gốc tích là ai? Là tới ông Abraham này, rồi ông Isaac này, tới ông Jacob này, rồi có thấy David không? Thấy luôn à? Đấy, Chúa Giê-xu Giáng sinh theo lời của Kinh Thánh thì đấng cứu thế vậy Giáng sinh ở trong triều đại thuộc dòng giống của David. Và ông Giuse có phải thuộc dòng giống đó không? Theo mặt pháp lý thì Giuse có phải dòng giống đó không? Đúng, đúng không? Và quý ông bà anh chị em thấy ở bên kia có cái giếng Jacob này, bên này có cái thang Jacob này. Đấy. Rồi ở trên kia cái ngôi sao này, chiếu mạng này, mỗi người có ngôi sao chiếu mạng để chữ JHS này. Nó là Giê-xu là đấng cứu độ trần gian này. Đấy, chỉ ý xuống dưới kia là Chúa Giê-xu là đấng cứu độ trần gian đã Giáng sinh cho chúng ta, đúng không? Vậy thì Chúa Giê-xu Giáng sinh cho chúng ta rồi thì chúng ta phải làm cái gì? Các mục đồng nghe báo về Chúa Giáng sinh, thường thì một đấng cứu thế hay một vị vua được Giáng sinh thì ở trong cung điện, hoặc ít nhất là ở trong một cái tòa nhà rất là hoành tráng, đúng không? Nhưng mà đấng cứu thế đó, mà cái dấu để chỉ, để biết đấng cứu thế đó, thì Thiên Thần này nói là các ngươi hãy đi và tìm để thấy một hài nhi mới sinh nằm ở trong máng cỏ cho bò ăn. Các anh em làm hang đá thì bảo ở trong hang đá chứ đâu phải là ở trong cái nhà lá kia giống như cái chuồng bò. Tôi nói đúng rồi, cái chuồng bò đó Kinh Thánh nói là cái chuồng bò, đúng không? Hang bò cho cái nằm ở trên cái máng cho cái cỏ cho bò ăn đấy. Thế vậy là Chúa Giê-xu Giáng sinh có cao sang không? Dù là thiên thần ca hát nhưng mà không có cao sang, đúng không?
Chúa Giêsu Giáng sinh là một con người như chúng ta, thậm chí còn rất là thấp bé, nhỏ xíu và chịu lạnh giá ở trong đêm đông. Vậy thì tại sao Chúa phải trở thành một con người như vậy? Có một câu chuyện được kể rằng có một ông vua, ông mới mời tất cả những cái khách đến để dự tiệc. Khi mà khách đến dự tiệc đó, thì người ta đến rất là cao sang, đi xe nọ xe kia, rồi có lọc, rồi có lính đi theo. Thế tự nhiên thì khi mà đến, có một vị khách nhất định không chịu vào, bởi vì ông cũng đã lớn tuổi rồi, bước thấp bước cao nên là đi gặp ngay cái chỗ lội đấy, cái chỗ uống nước té xuống dơ hết quần áo rồi, rồi nhất định là ai mời vào cũng không chịu vào, ai nhắm bảo là vua mời vào cũng không vào. Thế là vị vua đó mới đi ra gần cái chỗ của ông ấy, không nói gì hết. Ông ấy, ông mới bước xuống cái chỗ bốn sình, ông té trượt chân té cái đùng cái dơ hết quần áo luôn. Rồi sau đó ông ấy đỡ ông cụ, ông nói là xin mời ông vào trong nhà để dự tiệc. Thế là ông cụ thấy nhà vua cũng lấm lem, rồi dơ giấy, ông cụ chấp nhận đi vào, bởi vì ông ấy sợ là người ta sạch sẽ quá cho nên là không có dám vào. Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần sáng tạo lên tất cả mọi thứ ở trên thế gian này. Nhưng một điều lạ lùng và rất là khủng khiếp, bởi vì Ngài lại trở nên một con người và chui vào trong lòng của một người nữ, rồi sau đó được giáng sinh ở trong hang bò lửa. Ngài trở nên như chúng ta, trở nên nhỏ bé thấp hèn để đưa chúng ta lên đến gần Thiên Chúa, để chúng ta dám bước tới gần Thiên Chúa. Và Ngài là đến cứu độ ở cái chỗ nào? Chúng ta thấy Adam là hai cái trái cấm ở ngay cái vị trí này, đúng không? Hai cái trái cấm để ăn, và ông Adam bẻ và ăn trái cấm đã phạm tội. Có phải là ăn một trái cây mà phạm tội hay không? Vấn đề ở cái chỗ mà Kinh Thánh muốn diễn tả rằng loài người của chúng ta muốn bằng Thiên Chúa, không có muốn vâng lời Thiên Chúa dạy bảo nữa, cho nên là trái lệnh mới hái cái trái mà ăn, là diễn tả sự không vâng lời, đúng không? Bởi một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian là Adam, thì cũng bởi một người mà cứu loài người, đúng không? Một loài người mà ăn trái cấm mà có sự chết, thì cũng nhờ một con người vâng lời Thiên Chúa cho đến chết trên thập giá là Chúa Giêsu, để mà cứu lấy con người khỏi cái tội không vâng phục đó. Và chính Chúa Giêsu đến mục đích là để vâng lời Chúa Cha, thi hành cái sứ vụ là cứu lấy con người. Và Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất. Chúng ta đã xác tín rằng Chúa Giêsu là đấng cứu độ thì chúng ta phải nghe theo lời của Ngài. Lời của Chúa Giêsu là chân lý, là con đường, là sự sống. Lời của Thiên Chúa là ánh sáng. Và chúng ta thấy là u tối đã nhập vào trần gian bởi tội lỗi, nhưng mà Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian. Ánh sáng đã đến trần gian. Nhưng mà có một cái điều mà Kinh Thánh nói, ánh sáng đến trần gian nhưng mà thế gian không có tiếp nhận ánh sáng. Thế gian muốn sống ở trong bóng tối, thế gian muốn che giấu những cái điều mà mình đã làm là tội lỗi. Và chúng ta thấy tất cả mọi tội lỗi đều được che giấu hết, không có dám để lộ ra ánh sáng. Và những người sống ở trong tội thường là khổ tâm, thường là băn khoăn, thường bối rối, thường là cảm thấy buồn bã, héo tàn, đúng không? Còn những người sống ở trong ánh sáng, những người sống tốt lành, người đã sống rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Thế ngày hôm nay thì chúng ta như thế nào đây? Chúng ta tội lỗi có nhiều hay không? Chúng ta có dám ra trước mặt Chúa để khai trước mặt Chúa là con có tội và dốc lòng chừa hay không? Chúng ta có dọn cái tâm hồn của mình để đón Chúa đến với chúng ta hay không? Chúa Giêsu đến trần gian và chúng ta chuẩn bị để đón nước
chính Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta rước bằng cách nào? Chúng ta có chạy ra ánh sáng hay không? Hay chúng ta núp ở trong tội lỗi của mình? Mỗi người chúng ta ngày hôm nay lãnh nhận một sứ vụ, đó là hãy tin vào Chúa Kitô. Hãy như các mục đồng đi loan báo cho mọi người biết được Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ đã có mặt ở trần gian. Và Ngài là sự thật, Ngài là chân lý. Những ai mà bước theo sự thật, theo cái chân lý đó thì bước theo Chúa và bước ở trong ánh sáng. Chúa Giêsu đến với chúng ta là như vậy. À, trong những ngày vừa qua thì ngày hôm nay chúc mừng anh em, những người nào đã lỡ tin vào những cái tiên tri mà báo về ngày tận thế hôm nay hết rồi đúng không? Hôm nay quá cái hạn rồi, 21, 22, 23 là hôm nay là 24 rồi. Không có tối 3 ngày 3 đêm gì cả. Trái đất này cũng không có nổ gì hết đúng không? Chúa Giêsu là đứng là chân lý mà Chúa bảo là các ngươi hỏi ta về ngày tận thế ta không có biết đâu. Chỉ có Chúa Cha mới biết được, như ta không có biết đúng không? Còn những cái thằng lếu láo nó bảo rằng nó biết ngày tận thế, nó báo cho người ta đi mua nến quá trời luôn, xong người ta đem nến cho cha làm phép, xong đem cả hộp quẹt đến làm phép, sợ nến không cháy thì không có hộp quẹt tốt. Rồi có người mua phi thuyền rồi lên cung trăng, rồi có người thì mua đất ở trên đấy, có người bán hết tài sản đi ăn chơi, rồi sau đó tự giận đúng không? Không có ngày tận thế tự giận luôn, có người đánh cờ đánh bạc, nhưng mà có những cái người là một lời cảnh tỉnh để mà làm việc bác ái, để sống theo lời của Chúa Giêsu, để mà phục vụ anh em của mình. Chúa Giêsu Giáng sinh ở trong tất cả mọi người. Tất cả mọi người ở đây là hình ảnh của Chúa Giêsu. Chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta phục vụ Chúa Giêsu, chúng ta theo Chúa Giêsu và chúng ta phục vụ những người anh em của mình. Đó là sứ mạng của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải tôn trọng sự thật, chúng ta phải tôn trọng sự sống, chúng ta phải quý yêu tất cả những môi trường xung quanh mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải quý yêu sự sống. Và đừng bao giờ có người nào phá thai, giết con cái của mình và sẽ hối hận suốt cuộc đời. Và chúng ta hãy sám hối ăn năn nếu như chúng ta chưa có chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa. Nếu Chúa đến ngày hôm nay, đến lần thứ hai, như là bài đọc thứ hai đã nói với chúng ta, Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai là trong ngày tận thế. Ngày tận thế là ngày nào chúng ta không có biết được, nhưng mà chúng ta luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái ngày đó, ngày mà chúng ta trở về với Thiên Chúa và Chúa sẽ đón chúng ta. Chúng ta hãy bước theo Chúa Giêsu, chúng ta sẽ gặp được Thiên Chúa Cha và chúng ta sẽ trở về nơi cung lòng của Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc của chúng ta. À, giờ đây thì chúng ta chuẩn bị cái tinh thần, chuẩn bị những cái món quà để dâng cho Chúa Hải Nhi ở trong đêm ngày hôm nay. Và trước khi dâng những cái món quà đó, chúng ta hãy tuyên xưng đức tin của mình. Tôi tin kính một Thiên Chúa.